Và bây giờ là trận đấu giữa đội Roma và PSG. Đội hình ra quân hôm nay của đội Roma gồm có tiền đạo Abraham, Thibaut Courtois. Phía tiền vệ gồm có Spinazzola, Matic, Cristante, Celik. Hậu vệ gồm có Ibanez, Smalling, Mancini. Và đứng trong khung gỗ ngày hôm nay là thủ thành Patricio. Về phía đội hình ra quân của PSG hôm nay vẫn là đội hình cũ, gồm có hàng tiền đạo là Messi, Haaland và Neymar. Phía dưới hàng tiền vệ sẽ là Dybala, De Bruyne và Fabinho. Phía hàng hậu vệ hôm nay sẽ là Sandro Tierney, Van Dijk, Koulibaly. Và thủ thành ngày hôm nay bắt chính là thủ môn Alisson. Trận đấu sẽ được bắt đầu vào lúc 13 giờ và nhiệt độ ngày hôm nay là 21 độ C, một nhiệt độ lý tưởng cho trận đấu. Phía trên khán đài các bạn nhìn thấy là rất đông đảo khán giả đang đến sân để cổ vũ cho cả hai đội. Tương quan lực lượng ngày hôm nay thì đội hình Borussia được đánh giá là nhỉnh hơn so với đội hình Roma. Và ở phút đầu tiên thì đã có một pha phạm lỗi và xuất phạt cho đội hình Roma. Abraham đang có banh qua bên hồ, đã lấy banh truyền cho Dybala. Dybala đang dọc bóng thẳng lên và không được rồi, Van Dijk đã bị phạm lỗi. Van Dijk đang định phát bóng lên thì đã bị phạm lỗi. Và bây giờ là một pha phát bóng cố định. Van Dijk sẽ là người xuất phạt. Haaland, Cristante. Roma đang đẩy cao đội hình tấn công của mình. Không, Salih là mất banh. Haaland là người dẫn banh, suốt từ xa không vào. Thủ môn đã nhòi người đẩy bóng ra ngoài, một quả phạt góc cho đội Borussia. Chúng ta cùng xem lại diễn biến của quả sút. Và người thực hiện quả sút phạt là Dybala. Neymar không được rồi. Dybala đang có mặt trước bóng, Dybala đã để mất bóng. Abraham, Salih không được. Messi, Chiellini, Dybala vẫn là Dybala. Haaland không được rồi, Haaland để mất bóng các bạn. Thibaut đang dẫn bóng lên. Koulibaly phạm lỗi rồi. Chúng ta đã quyết định rút thẻ đỏ. Quả là quyết định bất ngờ khi trận đấu chỉ diễn ra ở phút thứ 20. Và Koulibaly với pha phạm lỗi thông thường đã phải nhận thẻ đỏ. Bây giờ Borussia chỉ thi đấu với 10 người trên sân. Neymar, Messi phá bóng rồi. Neymar, Roma đang chuyền bóng lên cho Debo. Debo đang chuyền bóng, người có bóng là Abraham. Abraham có ngồi trong, tí nữa là đã có bàn thắng cho đội tuyển Roma. Và người thực hiện quả đánh đầu vừa rồi là ở đây. Ồ, tôi đã không kịp đó cho các bạn. Alisson sẽ phát bóng lên. Haaland, Smalling phạm lỗi rồi. Ồ, không có. Bây giờ mới là pha phạm lỗi. Lại một thẻ đỏ cho đội tuyển Roma. Spinazzola là người phạm lỗi với Neymar với một cú quét phía sau tương đối nguy hiểm và anh đã phải nhận thẻ đỏ. Hiện tại là một thế trận cân bằng giữa hai đội, mỗi đội đều có một người bị thẻ đỏ. Fabinho, Haaland vượt qua rồi, sút xa vào. Ngay khi anh vừa sút là hậu vệ của đội bạn đã có một pha chùi phía sau. Mặc dù ngã nhưng anh đã ghi bàn thành công. Thủ môn của đội Roma đã đổ người đúng hướng, tuy nhiên lực sút tương đối căng và nhanh. 1-0 cho đội PSG. Hiệp 1 chỉ còn vài phút cuối. Right, Haaland kịp không? Matic đã lấy được bóng. Haaland đang theo bóng và lấy được bóng rồi. Chuyền cho Neymar, quá nhẹ rồi. Neymar xuất xa, quá dễ dàng của thủ thành Roma. Patricio phát bóng lên. Hiệp 1 kết thúc, tỷ số là 1-0 nghiêng về đội tuyển Borussia.
Chúng ta sẽ cùng theo dõi diễn tiến của trận của hiệp đấu thứ hai ngay sau đây. Hà Lan phá bóng, Fabinho lại chuyền cho Hà Lan, Celic, Ibanez, rồi Depay, vẫn là Depay, Van Dijk là có cú sạc bóng nguy hiểm mà anh đã phải nhận một thẻ vàng. Đó là tình huống bắt buộc khi cầu thủ của đội bạn lên bóng quá nhanh. Haaland bị phạm lỗi nhưng không có, có tiếng còi của trọng tài. Trận đấu vẫn được tiếp tục. De Bruyne đã cướp được bóng, anh đang tăng tốc, sút xa quá dễ dàng khi cú sút ngay vào chính diện thủ môn Patricio. Patricio ném bóng cho Mancini, Messi lại là Haaland một cú chữa bóng lợi thế cho đội tuyển. Lại là một pha phạm lỗi, tuy nhiên đã không có tiếng còi từ phía trọng tài. Messi đã ngã, tuy nhiên không có một quả đá phạt nào. Abraham đang dẫn banh, phạm lỗi rồi. Kurias là người xuất phạt, chuyền bóng vào trong. Van Dijk đã đánh đầu lên. Celic chuyền vào bóng sâu vào trong, tuy nhiên Chiellini đã cướp được banh. Messi chuyền cho Haaland, không được hay là để mất bóng các bạn. Thiago là người có mình. Dybala phát bóng lên. Là chọc khe qua cho Neymar. Neymar chuyển Fabinho sút lái vào ngay tầm với của thủ môn Patricio và đã bắt gọn bóng trong tay. Phát bóng lên cho Roma. Fabinho, Haaland việt vị rồi, anh Lan đã trông thấy việt vị khi nhận banh từ Fabinho. Phút thứ 77 của trận đấu và tỷ số vẫn là 1-0. Fabinho, Hà Lan chuyền bóng sang bên phải cho Messi đừng có banh, chuyền bóng sang cho Neymar đến đâu không vào, đến đầu quá xa cục dọc. Chúng ta cùng xem lại diễn tiến trận đấu. Thằng này đã lao lên, tuy nhiên quả đánh đầu của anh đã không đi trúng đích. Patricio phát bóng lên. Hà Lan đang theo bóng. Hà Lan mất bóng rồi. Ibanez đã chuyền bóng hỏng. De Bruyne phạm lỗi rồi. Cristiano đã phạm lỗi De Bruyne và anh đã phải nhận một thẻ vàng. Đội ngoài này đứng trước bóng, chuyền bóng cho Chiellini nhưng quả bóng quá nhẹ. Kudet đã lấy được bóng, tuy nhiên Chiellini lấy lại bóng là Messi. Haaland quá nhẹ. Patricio lại cầm gọn bóng trong tay và chuyền cho Ibanez. Trận đấu đã kết thúc với tỷ số là 1-0. Bàn thắng duy nhất được ghi bởi Edin Haaland. Đội người hùng của trận đấu hôm nay là Roger Ibanez, anh đã có những pha cản phá rất thành công. Cảm ơn các bạn đã theo dõi trận tương thủ trực tiếp giữa đội Roma và Porto và hẹn gặp lại ở trận đấu sau. Xin cảm ơn.